tôi vất vả tháng ngày, nuôi con khôn lớn không nài gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, tay chai chân đất vì đàn con yêu. Nên ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài ngược đóa hoa hồng, hoa hồng trắng đời con trong núi tiếc. Hoa hồng trắng đời con trong núi tiếc. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho con nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Dù phải gian lao đến đâu, dù phải chịu đựng đến đâu, mẹ cũng cam lòng. Thầy nhớ khi thầy học năm 2, năm 3 gì đó ở trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Một đêm nọ khoảng 9 giờ tối, có một người bạn dưới quê lên thăm và rủ thầy đi ăn hủ tiếu Nam Giang ở một quán vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt. Quán khách ra vào tấp nập, thầy thấy ở một gốc cây ven đường có hai đứa bé trai, quần áo dơ bẩn, mặt mày lem luốc. Đứa lớn khoảng 7 tuổi, có vẻ dạng dĩ, đứa nhỏ 4-5 tuổi, nhỏ xíu, tỏ ra nhút nhát hơn. Chúng đang cầm cái lon, cái bọc gì đó đứng lấp ló ở gốc cây nơi gần bàn ăn của một đôi nam nữ. Khi thấy đôi nam nữ tính tiền xong, vừa đứng lên là chúng chạy tới, xớt liền phần ăn thừa của hai tô hủ tiếu đổ vào cái lon và hai ly trà đá uống dở vào trong cái bọc. Lúc đó cô chạy bàn chạy đến quát tháo đuổi chúng đi. Chúng lại chạy ra gốc cây lấp ló rình mò. Thầy lấy làm lạ nên để ý theo dõi. Hai đứa đợi một ông khách sang trọng vừa ăn xong đứng lên, chúng lại chạy ào vào. Lúc này chúng không xớt hủ tiếu thừa nữa, mà nhanh như cắt, đứa lớn cầm tô cho đứa em húp một hơi, rồi nó cầm húp lấy húp để, chớp một cái sạch dao. Đứa em lấy ly trà đá còn dư uống cái ực, rồi đưa cho anh nó một cách khẩn trương. Cô phụ việc chạy đến cầm mấy chiếc đũa định rượt đánh hai đứa nhỏ. Thầy ngăn lại hỏi: "Chuyện gì vậy cô?" Cô phụ việc cau có nói: "Mấy cái thằng bụi đời dơ giấy, đến đây ăn đồ thừa kiểu này ma nào dám tới ăn nữa." Thầy ra hiệu cô thôi đi. Thầy nói: "Này cô, cô mang cho tôi hai tô hủ tiếu đặc biệt có trứng gà nhé." Cô phụ việc miễn cưỡng làm theo. Thầy quay sang hai đứa nhỏ rụt rè sợ sệt lấp ló bên gốc cây dầu, giọng trìu mến: "Này hai cưng, vào bàn ăn đi, bữa nay anh đãi, đừng sợ không tiền trả." Cả hai đứa ái ngại dò xét, chắc trong bụng chúng nghĩ trên đời này có người nào lại tốt vậy sao. Nhưng với thiện ý và lời lẽ nhẹ nhàng của thầy khiến hai đứa bé an tâm. Thầy lấy tay đẩy nhẹ chúng ngồi vào bàn khuất nơi gần gốc cây. Hai tô hủ tiếu nóng hổi nghi ngút khói dọn lên. Thầy bảo: "Hai đứa tự nhiên ăn đi." Hai đứa nhìn thầy có vẻ ngại. Thầy thấy vậy để chúng tự nhiên và trở lại bàn giả vờ ăn tiếp, nhưng để ý theo dõi. Chúng không ăn liền và ra ám hiệu gì với nhau. Đứa nhỏ chạy ra gốc cây lấy cái lon và cái bọc vào, quan sát không thấy ai để ý, nhanh như cắt chui ngang gầm bàn, mở cái bọc ra cho anh nó đổ hết tô hủ tiếu vào, xong chui về chỗ ngồi. Đứa lớn lấy cái lon mở nắp đổ hết phần thức ăn sớt từ chiều vào tô và đổ hủ tiếu từ bọc vào lon. Xong hai đứa quan sát không thấy ai để ý, chúng giả bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trang nghiêm đường hoàng nhặt nhạnh từng lá rau đến sơ cả cuốn bỏ vào tô, không quên nêm tương cà sa tế. Đứa lớn có phần kín đáo hơn, đứa nhỏ thì cắm đầu vào ăn cong cả cổ, nước mắt nước mũi mồ hôi nhễ nhại, lâu lâu nó hít mũi cái rột. Nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong, đứa bé uống một hơi ừng ực sạch trơn ly trà đá. Còn đứa lớn thì uống nước trong bọc và đổ ly trà đá vào bọc. Chúng lẳng lặng ra về. Lúc đó, thầy mới đi theo sau lưng. Chúng giật mình. Thằng lớn lấy cái lon và bọc trà đá giấu phía sau lưng, dường như sợ thầy lấy lại. Thầy ôn tồn hỏi: "Sao mấy đứa không ăn hết mà mang về làm gì?" Thấy hai đứa ấp a ấp úng không nói nên lời, thầy hỏi lần nữa: "Có việc gì khó nói à?" Thằng lớn cúi đầu xuống khóc thút thít như đè nén từ lâu. Nó vừa khóc vừa nói: Con mang về cho mẹ." Thầy ôn tồn bảo: "Mẹ bị làm sao?" "Mẹ con bệnh mấy ngày không ăn gì." "Nói rõ xem nào, mẹ đang ở đâu?" Nó chỉ tay về góc phố và hướng dẫn thầy đến đó. Ở một góc đường gần ngã tư vắng vẻ, bóng đèn bạc lại từ xa, nửa tối nửa sáng. Gần đó có mấy quán bia bán bên lề đường. Một mùi hôi của nước tiểu bốc lên nồng nặc.
Cách đó không xa, một dãy xe đựng rác tập kết bốc mùi khó chịu. Thành lớn chỉ tay cạnh bức tường rào dưới một cái bao đựng gạo cắt ra che bên trên. Một người đang nằm co ro có vẻ mệt nhọc. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, người đàn bà chưa đầy 30 tuổi, tóc rối, ốm yếu, xanh xao, cặp mắt sâu thẳm có quầng do mất ngủ. Người đàn bà nhìn thầy vẻ ái ngại. Thầy hỏi, chị bị bệnh à, có thuốc men gì chưa? Cô ta lắc đầu, cúi xuống. Qua trao đổi, mới biết cô và hai cháu đang ở lang thang không nhà cửa. Sau đó, thầy giúp cô về Bình Phước, quê ngoại của hai đứa bé. Cô còn người mẹ già đang sống với gia đình người em trai cũng nghèo lắm. Cô cứ bệnh hoạn hoài, xem ra không thể nuôi nổi hai đứa con, nên cô quyết định cho bớt một đứa nhỏ. Có người mai mối, hai vợ chồng ông người Pháp xin con nuôi. Thủ tục đã xong, buổi chiều chia tay cũng đến. Tí và Tèo, tên hai anh em, theo mẹ về Bình Phước ở cạnh nhà ngoại có căn chòi của chủ đất giữa vườn, rồi họ về thành phố nên ba mẹ con ở tạm. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Ngày ngày mẹ phải gánh rau ra chợ bán kiếm tiền. Tí và Tèo cũng ra giúp mẹ lựa rau sâu. Những tưởng gia đình hạnh phúc, bất ngờ vào tối hôm đó sau buổi ăn, mẹ kêu Tèo và Tí đến vuốt ve hai con. Mẹ nói, hai đứa có thương mẹ không? Dạ thương, hai đứa nũng nịu. Thương thì phải nghe lời mẹ dạy. Dạ. Ba con mất sớm, mẹ bệnh hoài, mẹ muốn các con sống đầy đủ và có ăn học như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ không thể nuôi hai con. Có hai vợ chồng ông người Pháp đàng hoàng lắm, muốn xin con nuôi. Mẹ dự định cho Tèo đi theo vợ chồng ông ấy. Sáng mai người ta đến. Quá bất ngờ trước quyết định của mẹ, Tí và Tèo ngỡ ngàng. Tèo la lên, con không chịu đâu, con sống với mẹ. Thì sống với mẹ. Bà mẹ nén nỗi xúc cảm. Đêm hôm đó cả ba mẹ con không ai ngủ. Mỗi người đều có một dòng suy tư. Riêng Tèo nó linh cảm một cái gì đó. Sáng sớm thấy hai vợ chồng ông Tây to đùng và mấy người đến nhà, Tèo nấp vào kẹt lu đựng nước. Qua trao đổi với người phụ nữ xong, một thanh niên bước đến dẫn Tèo ra. Nó không chịu cố bám vào thành lu kêu lên, mẹ, mẹ, mẹ đừng cho con, mẹ ơi. Người đàn bà nói trong nước mắt, ở với mẹ con lấy gì mà ăn? Con ăn gì cũng được, con uống nước cũng được, mẹ đừng cho con sợ lắm. Thấy mẹ nó ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt chảy ràn rụa, có vẻ không ăn thua. Nó quay qua kêu, anh hai cứu em. Lúc này Tí không biết gì nữa, nó cứ ôm ghì lấy gốc cột mà khóc. Trong lúc anh thanh niên bế thóc Tèo lên, bà người Pháp đi theo vuốt ve. Nó giãy giụa nhưng vô hiệu. Nó không biết tại sao mẹ nó lại đem nó cho một người xa lạ. Không hiểu sao anh nó lại không binh vực nó. Khác với những ngày lang thang, có hôm anh nó dám rượt lũ chó khốn kiếp mà anh nó rất sợ để bảo vệ nó. Có lần anh nó dám xông vào đánh cái thằng to con ăn hiếp nó, để rồi anh nó bị người ta đánh sưng cả mặt. Anh nó từng nhường cho nó húp trước những tô phở thừa, còn cặn lại mới húp sau. Vậy mà hôm nay cả mẹ và anh nó không còn thương nó nữa rồi. Nó sinh tâm trách hờn, oán giận mẹ và anh nó. Ôm lòng hờn trách đó mà mười mấy năm nay nó chưa một lần viết thơ từ hỏi thăm mẹ và anh nó. Cho đến một ngày nó tốt nghiệp trường trung học ở Pháp, cha và mẹ nuôi nó bảo về Việt Nam thăm gia đình, nó mới miễn cưỡng đi về với cái tên Pierre Tèo. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, nó không có một chút cảm giác gì thân thiện cả. Vì nơi đây, mảnh đất này đã từ chối nó, thì không lý do gì nó yêu quý cả. Lần theo địa chỉ với vốn tiếng Việt ít ỏi, nó cũng tìm ra nơi chốn xưa. Nó nghĩ mẹ và anh nó sẽ ngỡ ngàng khi thấy nó, một chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai trở về từ một nước văn minh. Ngôi nhà ngày xưa đã không còn nữa, dấu vết thời gian như phủ kín rêu phong. Nó lần dò đến nhà ngoại, cậu nó đi vắng, mợ nó đã trao cho nó một gói quà to to, bảo của mẹ nó gửi cho nó làm kỷ niệm. Nó mở quà ra, là một tấm hình ép gỗ, hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn người đàn bà, nó nhận ngay ra là mẹ nó, và nó cũng nhận ra anh hai. Một thoáng trong ký ức, đây chắc là cha mình, đây là anh mình đây. Một cái hộp trang trọng, nó mở ra xem, thấy bức thơ được viết chữ nắng nót. Tiếc thay nó không biết đọc chữ Việt, nó nhờ một người khác đọc xem nội dung ra sao. Nó chờ đợi. Một người con gái của cậu giúp nó làm việc đó. Tèo, con yêu quý của mẹ. Nó biểu môi, yêu mà cho người ta. Khi con nhận được bức thư này, chắc mẹ và anh con không còn trên đời này nữa. Nhưng trong thế giới bên kia, mẹ vẫn dõi theo con từng giờ từng phút. Nó giật mình, ngỡ ngàng không hiểu gì cả, bán tín bán nghi. Con biết không,
ba con và mẹ gặp nhau ở một công trường xây dựng rồi lấy nhau. Hai con lần lượt chào đời. Tuy gia cảnh nghèo, vất vả, phải ở nương nhờ nhà nội chật chội trong thành phố mà vẫn vui. Cha con bị người ta rủ rê chích ma túy nên bị nhiễm HIV khi nào không biết. Nhưng khi cưới mẹ là cha đã cai và quyết làm lại từ đầu. Nhưng số phận nghiệt ngã, con virus đó đã lây sang mẹ và anh hai của con. Nhưng con may mắn không nhiễm. Sau khi cha con qua đời, gia đình nội con sợ bị mẹ con mình lây bệnh nên đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Đó là lúc gia đình mình ở ngoài vỉa hè, mẹ đi bán vé số, đến lúc hết vốn phải đi lượm bọc ni lông và lon bia sống qua ngày. Hai con phải đi xớt thức ăn thừa của người ta trong những ngày mẹ ốm đau không có tiền. Sau đó mẹ con ta về quê ngoại tá túc. Bệnh mẹ càng ngày càng trầm trọng. Thứ nhất, mẹ sợ lây sang con. Thứ hai, mẹ sợ không thể chăm sóc con đến lớn, nên mẹ đành đứt ruột mà cho con sang Pháp để con có tương lai hơn. Tèo bàng hoàng, đầu nó cảm thấy choáng váng. Hằng đêm mẹ cầu trời Phật cho con được bình an. Anh hai con cũng chung số phận với mẹ. Tội nghiệp nó còn quá nhỏ, không được học hành, nghèo túng, thiếu thốn, bệnh tật. Ước nguyện sau cùng là mẹ xin con tha thứ cho mẹ. Nếu mai này con có về Việt Nam, hãy vào chùa mang hũ cốt cha, mẹ và anh hai của con ra sông Sài Gòn đổ xuống, để cha mẹ và thằng Tí thanh thản ra đi. Chúc con an lành và hạnh phúc. Mẹ yêu con, Tèo nhỏ xíu của mẹ. Lúc này Pia Tèo không còn đủ sức gượng dậy. Cơ thể hơn 70kg của nó đổ sụp xuống như một cây to bị một làn gió lớn quật ngã. Nó nghẹn ngào khóc không nên lời. Lần đầu tiên nó khóc bằng tiếng Việt. Với cái giọng ấm ấm, thương thương, cứ mỗi buổi chiều mẹ nó gánh hàng về tới bờ hè là gọi mẹ. Cũng cái giọng đó đã xé tan lòng mẹ khi nó kêu nài lúc bị người khác bắt mang đi. Thứ tiếng thân yêu mà nó đã từng nghe qua trong giai điệu mẹ nó hát ru khi nó còn bé xíu. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Con đi cách trở xa xăm, quê hương mẹ đợi, ầu ơ bao năm con chưa về. Ôi câu hát ru của mẹ sao ngọt ngào như dòng nước Cửu Long, thân thương như cánh đồng lúa chín, hiền hòa như làn điệu dân ca. Giờ đây nó cảm thấy dẫu ở bên nước Pháp xa xôi, tháp Eiffel có cao to hùng vĩ vẫn không cao bằng tượng đài của mẹ nó hóa thân. Dẫu dòng sông Seine thơ mộng đến đâu cũng không đẹp bằng tình nghĩa anh em. Bất giác Pia Tèo thốt lên mấy lời bằng tiếng Việt mà nó đã quên từ lâu. Tiếng nó phát âm còn chuẩn hơn khi nó hát một bài ca tiếng Pháp. Mẹ ơi, anh hai ơi. Nó theo điệu lệ rơi thấm đá, chiều về quê hương thiết tha, dáng mẹ mỏi mòn trong con nơi đất xa. Quê hương ơi còn đó bóng cha hiền, tuổi thơ anh em con bôn ba đi kiếm tiền, trần gian lắm ưu phiền triền miên. Ngày con trở lại cố hương, ôi còn đâu bóng dáng mẹ yêu thương. Mẹ ơi con lỡ lầm đường, anh hai ơi sao lắm đoạn trường, để tơ lòng vẫn dương. Ánh nắng chiếu le lói qua ô cửa sổ. Tôi ngồi dậy một cách nặng nề, mệt nhọc, vì tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời. Người ta đã thay cho tôi một quả thận mới. Nó đã bắt đầu hoạt động, xu hướng hết sức khả quan. Món quà sinh nhật. Tay chân và cả người tôi nhẹ nhàng ra, xoay trở cũng thoải mái hơn trước. Tôi thử ấn mạnh vào da rồi buông ra, vết khuyết vào dường như không còn. Như vậy có nghĩa là tôi đã hết phù, thận đã hoạt động tốt trở lại. Tuy vết mổ còn rất đau, nhưng tôi mừng thầm vì cơ hội sống của tôi đã đến. Tôi có thể học tiếp đại học sư phạm, ngành mà tôi đã ước mơ từ nhỏ. Trên chiếc bàn đặt ở cạnh đầu giường của phòng hậu phẫu, gói quà nhỏ xíu, xinh xắn, được gói cẩn thận, hoa hồng màu đỏ thắm và chiếc nơ vàng rực rỡ. Tôi thấp thỏm chờ đợi mở món quà sinh nhật của mẹ tôi, vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Tuy không dư giả gì lắm,
Nhưng năm nào mẹ tôi cũng tặng tôi những món quà mà tôi yêu thích nhất, có những món rất đắt tiền. Mẹ tôi phải nhịn cả ăn sáng để dành tiền bỏ ống heo. Tôi biết được điều đó nên tôi càng thương yêu mẹ hơn. Nhưng tôi không đời nào lại muốn mẹ tôi phải vì món quà sinh nhật làm cho tôi vui lòng mà lại chịu khổ như vậy. Nhìn dáng mẹ hao gầy, già trước tuổi, lòng tôi như se lại. Tôi nói, mẹ đừng tặng con quà sinh nhật nữa, để dành tiền chăm lo sức khỏe cho mẹ. Món quà lớn nhất của con là có mẹ bên cạnh. Bà xoa đầu tôi như truyền tất cả sự yêu thương và hy vọng sang tôi. Từ ngày cha tôi mất với căn bệnh ung thư phổi quái ác, mẹ tôi dường như già đi. Có người bảo cha tôi do hít phải bụi phấn nhiều quá nên sinh bệnh. Mà họ nói cũng có thể lắm chứ. Một tuần 20 tiết trên lớp và vô số tiết dạy ngoài giờ. Có hôm bà tôi dạy cả 3 ca 12 tiết. Ông không nài khổ khó, mong sao kiếm những đồng tiền chân chính từ mồ hôi và nước mắt của mình. Vậy mà sau một thời gian dài tích lũy, đã mua được căn hộ chung cư. Không còn cảnh sống thuê phòng trong khu lao động nghèo nữa. Ông hay sốt nhẹ vào buổi chiều và ớn lạnh cho dù trời nắng, nhưng ông cố lướt. Ỷ vào sức trẻ có thể hàng phục bệnh tật, chỉ đi khám bệnh qua loa ở cơ sở y tế phường với sổ bảo hiểm y tế. Tôi biết, thâm tâm ba tôi rất sợ đi khám ở trung tâm lớn. Ông sợ lòi ra bệnh gì thì khốn. Không phải là ông sợ chết, mà ông sợ phải tốn tiền, sợ người vợ trẻ phải chạy đôn chạy đáo lo cho chồng, sợ con gái rượu phải thiếu thốn, vì mẹ tôi đã khổ quá nhiều rồi. Lúc ba mẹ tôi yêu nhau thời sinh viên, gia đình ông bà ngoại tôi không đồng ý, chỉ vì ba tôi nghèo, không đất đai cắm dùi. Ông bà sợ con gái mình phải khổ khi ưng cái thằng giáo viên quèn, chẳng có thứ tài sản gì ngoài cái mã bên ngoài làm say lòng các cô nàng mơ mộng. Ông bà tôi nói, nếu còn cãi lời cha mẹ ưng nó thì cha mẹ không can ngăn nữa. Nhưng sau này có khổ gì thì ráng chịu, cha mẹ không có trách nhiệm. Mẹ tôi vì tình yêu mà theo ba tôi, chấp nhận đám cưới sơ sài, dân quê gọi là lễ tuyên bố. Hai người nắm tay lên thành phố lập nghiệp, cũng may được nhận vào dạy ở một trường dân lập mới mở cửa. Càng ngày sức khỏe ba tôi càng yếu dần, ho ra ít máu tươi. Mẹ tôi hoảng quá đưa ba tôi đi viện, mới phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn di căn. Không bao lâu, ba tôi qua đời, tất cả các gánh nặng đều đè lên vai mẹ. Mẹ sống vì tôi, không màng đến những người đàn ông xung quanh, không ít lần bóng gió xa gần. Mấy năm nay tôi cứ bệnh liên miên, bác sĩ kết luận bị hội chứng thận hư. Người tôi mỏi mệt, rũ rượi như ma nhập, mình mẩy căng tròn lên. Bác sĩ yêu cầu phải chạy thận và họ đề nghị phải phẫu thuật ghép thận, nếu không tôi không thể kéo dài mạng sống lâu hơn. Mẹ tôi với đồng lương giáo viên khiêm tốn còn phải lo cho tôi ăn học. Bảo hiểm y tế không thể chi trả ca phẫu thuật lớn như vậy. Nếu đi ghép thận ở Trung Quốc, trọn gói cũng khoảng trên 400 triệu đồng. Điều kiện nhà tôi thì không thể. Mẹ tôi hết sức đau khổ khi nhìn thấy con gái sức khỏe mỗi ngày mỗi tệ đi. Tôi thấy mẹ tôi gầy đi rất nhiều vì phải dạy thêm giờ, nhận làm gia sư cho mấy đứa nhỏ. Tôi rất xót xa, nhưng không còn cách nào hơn được. Tôi yêu mẹ, không muốn cho mẹ phải vất vả vì tôi. Tôi quyết tâm học thật giỏi, sau này thành đạt để khỏi phụ công của mẹ đã hy sinh quá nhiều cho tôi, mà lẽ ra mẹ phải hưởng những gì cuộc đời ban cho mỗi con người. Nhưng cơn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả ước mơ của tôi. Hễ nghe ở đâu có ai trị bệnh hay là tôi mò đến. Hết thuốc bắc rồi thuốc nam, kể cả trị bằng nhân điện tôi đều thử, nhưng vô vọng. Bác sĩ bảo thận đã bị hư, không còn cách nào khác. Một hôm mẹ tôi bảo có tổ chức từ thiện nước ngoài đứng ra tài trợ cho tôi phẫu thuật ghép thận. Tôi rất mừng nhưng lại lo lắng vì tôi sợ phải mổ. Nghĩ đến phải chịu đau đớn là tôi muốn thối lui. Mẹ an ủi dỗ về. Mẹ nói, con cố gắng chịu đau một chút, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Tương lai đang chờ con phía trước. Phẫu thuật xong là đến ngày sinh nhật con, mẹ sẽ tặng con một món quà. Cố lên đi con yêu của mẹ. Tôi nũng nịu, nhưng không phải từ tiền mẹ nhịn ăn sáng đâu nha. Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu dỗ an. Sự thật, có mẹ ở bên tôi cũng rất an tâm. Lịch phẫu thuật đã được ấn định. Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên viên nước ngoài của tổ chức thầy thuốc không biên giới. Họ giúp các bác sĩ chúng ta phẫu thuật những ca ghép tạng mới mẻ như ghép thận, gan, giác mạc, tim. Tôi nằm trên chiếc ghế phòng mổ, được phủ lên người mảnh vải trắng. Tất cả đã sẵn sàng, chùm đèn bật sáng. Cô y tá tiêm cho tôi mũi thuốc. Bác sĩ đứng bên cạnh hỏi tôi mấy tuổi, học trường nào, có người yêu chưa. Tôi trả lời được hai câu, thấy buồn ngủ lắm. Và tôi nhắm mắt ngủ luôn, không còn biết gì nữa. Tôi mơ thấy tôi khỏi hẳn bệnh, không cần phẫu thuật. Có ông tiên trong truyện cổ tích đến cho tôi 5 viên thuốc, 5 màu khác nhau. Tôi uống vào, nghe người khỏe hẳn. Tôi tiếp tục đi học năm thứ 2 của trường đại học.
sinh nhật tôi được mẹ tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Thứ nhất, mừng tôi vừa tròn 20 tuổi. Thứ hai, ăn mừng tôi khỏi bệnh. Chiếc bánh bông kem 3 tầng to đùng có chữ đỏ viết theo lối thư pháp. 20 ngọn nến cắm xung quanh. Tất cả bạn bè tôi xưa nay đều đến chúc mừng đông đủ. Ôi, những món quà dễ thương làm sao, từ búp bê cho đến các thứ đồ chơi tôi thích. Chiếc nhẫn ngọc trai nuôi ở đầm sen, sợi dây chuyền vàng trắng xinh xinh, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, xe Spacey màu huyết, đặc biệt là chiếc máy tính laptop hiệu IBM tôi hằng mơ ước, nay trở thành hiện thực. Tôi lộng lẫy trong chiếc đầm trắng phao như nữ hoàng Anh. Mẹ tôi hôn tôi, hãnh diện với nhan sắc con gái, mang mát hình bóng người chồng. 1, 2, 3. Tôi thổi một hơi dài, tắt tất cả các ngọn nến. Căn phòng trở nên tối đen, tôi không nhìn thấy ai nữa. Khi tôi mở mắt ra, thấy thân thể nặng nề, hơi đau. Định thần nhận ra mình đang nằm ở phòng hậu phẫu, không ai được vào, chỉ có mấy cô y tá chăm sóc. Tôi đợi hàng giờ, không thấy ai đến mừng sinh nhật tôi. Chỉ có mấy cô y tá đến tiêm thuốc và trực vô nước biển. Tôi hỏi, chị ơi, phòng này có cho bạn em vào thăm được không? Mỉm cười, không em ơi, đợi khi em khỏe, bác sĩ cho ra phòng ngoài thì có thể. À, mà em có quà sinh nhật nè. Cô y tá lấy gói quà đưa tôi. Bên ngoài có dòng chữ viết nắn nót: chúc mừng sinh nhật con, mong con khỏe mạnh, chống bình phục, mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi mở gói quà ra xem. Ồ, chiếc nhẫn vàng xinh xinh, trên có viên ngọc trai hồng mà tôi rất thích. Năm trước đi chơi ở đầm sen, tôi nhìn thấy thích chiếc nhẫn này mà không đủ tiền mua, đến 450.000. Tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ không nói gì. Một năm trôi qua, vậy mà mẹ tôi vẫn nhớ. Tôi lấy đeo vào tay thật vừa vặn. Tôi rất thích, như quên đi cảm giác đau đớn. Tôi nói thầm, con yêu mẹ, mẹ ơi. Tôi đợi hoài không thấy mẹ tôi vào thăm. Chắc có lẽ phòng hậu phẫu này người nhà không được vào thăm hay sao ấy. Các người vào thăm tôi không biết họ là người nhà hay bác sĩ, vì họ toàn mặc áo blue trắng cả. Tôi mong gặp mẹ để cảm ơn món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng tôi. Tôi hỏi cô y tá hơi lớn tuổi, cô ơi, bao giờ con được ra phòng ngoài hả cô? Cô y tá nhìn tôi thông cảm trả lời, khi nào có người nuôi bệnh đến nhận, chắc chiều hoặc mai thôi cháu à. Thế còn mẹ cháu đâu? Tôi thắc mắc. Mẹ cháu nhờ bạn đồng nghiệp nào đó nuôi cháu, họ hứa chiều nay mới vào. Nhưng một mình mẹ cháu cũng có thể chăm sóc cho cháu mà. Cô y tá trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ như ngạc nhiên. Cháu không hiểu à, mẹ cháu đang nằm ở khu hồi sức bên kia. Tôi giật mình hỏi lắp bắp, mẹ cháu bị làm sao vậy cô? Thì mẹ cháu phải phẫu thuật mới lấy được một quả thận thay cho cháu chứ. Tôi bàng hoàng, trời ơi, tim tôi như nghẹn lại, nước mắt ở đâu cứ tuôn ra. Thì ra món quà sinh nhật mà mẹ tặng tôi lúc tròn 20 tuổi không phải là chiếc nhẫn, mà là quả thận của mẹ tôi.